Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 28 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp, Thượng tá Lê Mạnh Hà Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ việc nữ sinh tố giác bác sĩ bệnh viện ung biếu đòi quan hệ tình dục mới cho thuốc chữa bệnh ung thư cho mẹ. Cụ thể theo ông Hà, ngày mùng 5 tháng 9, Công an quận Tân Bình đã nhận được đơn tố giác của chị NTKT về việc đề nghị xử lý bác sĩ C về hành vi cưỡng dâm theo đơn tố cáo gửi qua bưu điện. Đến ngày 12 tháng 9, Công an quận Tân Bình cũng đã nhận được công văn thanh tra của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển thông tin vụ việc có liên quan đến bác sĩ C để xác minh điều tra. Theo ông Lê Mạnh Hà, Công an quận Tân Bình đã tiếp nhận đơn tố giác của chị T và đang khẩn trương thu thập tài liệu, làm việc với các cá nhân liên quan để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, chị T, 21 tuổi, đã có đơn tố giác bác sĩ NQC có hành vi cưỡng dâm tại phòng khám của bác sĩ này. Chị T có mẹ bị ung thư tuyến giáp từ năm 2020. Trong quá trình mẹ chữa ung thư, chị quen biết bác sĩ C công tác tại khoa Y học hạt nhân, bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Theo chị T, do tình trạng bệnh nặng mẹ chị phải cấp cứu ở một bệnh viện lớn vào tháng 4 năm 2023. Bác sĩ khuyên gia đình chuyển sang bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã nhắn tin cho bác sĩ C nhờ hỗ trợ. Bác sĩ C nhắn chị T mang toàn bộ hồ sơ lên phòng khám riêng, thực tế là nhà thuốc tại quận Tân Bình để xem tình hình. Tại đây, bác sĩ C nói tình trạng của người mẹ của chị đã hết cách, chỉ có loại thuốc nhắm trúng đích tên Lenvasen 10 mới có thể kéo dài thời gian sống đến hết năm. Tuy nhiên, bác sĩ không nhận tiền thuốc mà nói anh không cần tiền, anh muốn em làm anh vui. Bác sĩ C lao vào ôm, nhưng chị phản kháng và bỏ về. Do quá lo lắng, lần thứ hai, chị theo lời hẹn của bác sĩ C để sang nhận thuốc vào tối 18 tháng 4. Theo chị T, sau khi nói, em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc, bác sĩ C đã lao vào ôm và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với chị. Cùng theo cô gái này, một bác sĩ của bệnh viện khác khẳng định lọ thuốc trên là giỏm. Khi đó, chị cảm thấy vô cùng buồn và bức xúc. Chị đã đăng tải thông tin về vụ việc lên Facebook, sau đó gửi đơn tố cáo đến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện ung bướu nơi bác sĩ C công tác. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.